Ngọc xin chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Bé Nhỏ Ngọc nha. Thì hôm nay Ngọc đi với lại anh Gà đi phát những món quà cho những cô chú anh chị đồng bào ở trên đây này cả nhà. Thì cái chuyến xe này là của anh Gà và các mạnh thường quân của anh Gà luôn. Thì Ngọc đi phụ lại anh Gà thì sẵn đây Ngọc quay cho cả nhà xem luôn. Thì cả nhà đồng hành cùng mấy anh em Ngọc nha cả nhà nha. Đó thì mấy anh Gà với lại anh hai, anh ba đồ đang phát trên đây này cả nhà. Mời cả nhà đi theo Ngọc nha. Đây cả nhà. Thì nãy giờ mấy anh em cũng của Ngọc cũng đã phát nhiều rồi. Thì còn trên xe thì cũng rất nhiều luôn nè cả nhà. Cả nhà xem nè. Trên xe rất là nhiều luôn. Đó. Thì những món quà này là của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân của kênh anh Gà. Đó cả nhà. Món quà thì rất là đầy đủ nha cả nhà nha. Hai bao gạo với lại 6 bịch muối. 3 thùng mì tôm luôn cả nhà ơi. Đó thì lát nữa đi trên xe và nói chung là mình đi từng khu vực cả nhà ơi. Thì như là một cái chuyến xe này là cái chuyến xe không đồng nha cả nhà. Đó thì lát nữa cả nhà đồng hành cùng mấy anh em Ngọc nha cả nhà nha. Đây cả nhà, giờ Ngọc phụ với mấy anh em dắt vào trong luôn. Đây. Muối thôi. Ba đỡ gạo trên vai con đi, con vác cho. Sao mà con vác được? Con vác được. Đây nè. Đây đây ba đỡ lên đây. Rồi, ba đỡ lên đây con vác được hết á. Đây anh Mai vác nè. Ba đỡ bên đây đi. Còn một bao nữa. Còn nhiều mà ba, còn nhiều mà. Con nhà bên đó không? Rồi. Ba cứ đỡ lên con vác được mà. Đỡ lên đây. Đấy. Rồi. Ok. Thì nó có lắc thì cả nhà thông cảm cho Ngọc nha cả nhà. Xếp hàng đi luôn cả nhà. Thì từ ngoài đường đây đi vô nhà của chú anh chị trong đây thì nó cũng mấy chục mét thôi. Đó cả nhà, gần ở trong đây nè. Đây, mình chia ra nè cả nhà. Ba bao luôn hả ba? Con đi theo cô kia. Đây thì chia nhau đây nè cả nhà. Mấy nhỏ cầm nước ngủ. Giác gì mà tụt quần luôn à. Cả nhà ơi, mệt quá cả nhà ơi, đi rất là xa luôn cả nhà. Chị bên chị có muốn chưa? anh ba TV. Thì Ngọc vác đồ với lại Ngọc quay á thì nó có lắc, cả nhà thông cảm nha Ngọc nha. Những cái chuyến đi như thế này thì Ngọc rất là vui luôn cả nhà. Mệt nhưng mà vui đúng không anh ba? Vui. vui. Không biết anh ba nói cả nhà có nghe không nữa. Đây nhà chị bao gạo này á. Nó có 25kg thôi cả nhà. Mà mình đi cái đường xa, mà cái đường dốc á, đi rất là mệt luôn cả nhà. Dạ. Nhưng mà mình giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn á thì mệt nó cũng không có đáng kể cả nhà. Không gọi là. Đúng rồi. Dạ đúng rồi cả nhà ơi. Dạ thì gần tới nhà của chị rồi. Tới rồi. Đây. Nhà của chị. Cái mấy bé chó nó sủa. Đây muốn chị ơi. Đây anh đỡ xuống nhà em anh ba. Nhớ có gạo rồi là nấu cơm cho bé chó nó ăn giùm em nha. Mời ba cả nhà ơi. Nó cũng ấy á. Chị thấy vui không khi chị nhận những món quà như thế này? Chị cảm thấy rất là vui đúng không? Dạ thì bây giờ dạ sao chị? Cảm ơn dạ. Dạ bây giờ em đi về nhanh các chị nha. Bye chị. Mấy anh em cũng đã chào cho những nhà kia xong rồi.
giờ mình tiếp tục đi nha cả nhà. Thì mấy anh em Ngọc đã mang những phần quà vào trong những cái ngôi nhà này nè cả nhà. Cái hoàn cảnh của ngôi nhà này thì ba chị em mồ côi luôn cả nhà ơi. Thì anh gà đang quay trong đó. Hoàn cảnh ba chị em mồ côi thì hôm bữa Ngọc có đi quay với anh gà thì Ngọc cũng nghe thoáng thoáng là cũng có một chị có chồng nhưng mà chồng chị đi lính đó cả nhà. Họ thì thiếu thốn đồ ăn nhưng mà họ nuôi mấy bé chó rất là to lớn luôn cả nhà nha. Đó cả nhà xem bé chó nè. Rất là mập to luôn á. Ba anh em, ba chị em chứ, ba chị em đều cả nhà thấy không? Mấy đứa nhỏ chơi đồ buôn quán ở đây nè cả nhà. Bán quán á. Hồi nhỏ thì cả nhà cô chú anh chị nào có chơi những cái trò chơi như thế này không cả nhà? Đây là ngôi nhà mà nãy giờ mấy anh em Ngọc đi phát những phần quà nè. Ở nhà này thì gồm những ai ai ba? Đây là hai vợ chồng đứa cháu. Hai vợ chồng đứa cháu thôi. Mà ông cháu thì đi lượm phân bò rồi, chắc có bà kia. Dạ. Để con ngoài xem thử nhà của ai quay thử nha. Nhà của bà. Con chào bà. Dạ. Chào con. Dạ. Thì nãy giờ mấy anh em con đi phát những phần quà này bà có vui không? Vui chứ. Vui hả? Cảm ơn mấy con á. Dạ. Thì chưa rồi nhà A Quay nhà bà ăn cái gì rồi? Nhà bà có nấu chưa cơm hả? Để ăn không? Chưa có người ta hỗ trợ, chưa có mấy đứa con hỗ trợ là không có bắp, không có cơm ăn, ăn bắp. À là có nghĩa là bữa nay là không có tụi con hỗ trợ là bà chuẩn bị nấu bắp ăn. Phải nấu cơm ăn. Nấu cơm ăn. Có gạo rồi. Bây giờ thì có con hỗ trợ. Dạ. Thì cũng như vậy thôi, thì tụi con chưa lên, nếu như mà tụi con chưa lên kịp á thì bà nấu bắp ăn đúng không? Ăn. Thì em muốn xin phép chị, nói đúng ra là ý là cô nói nếu mà tụi cháu không cho gạo chị thì là ăn chưa đủ đây. Dạ. Chắc là chị hôm qua hả chị ha. Dạ. Con xin phép, con xin phép bà để con xem cái đồ ăn của bà nha. Ngọc xin phép cả nhà nha cả nhà. Thì hôm nay mình có gạo rồi thì mình ăn nha chị nha. Đây là món ăn của bà. Đồ đủ sống. Nấu như canh nha cả nhà ơi. Để giỏ luôn á con. Cái món ăn này của bà nấu bao lâu rồi bà? Bà nấu hôm qua. Hôm qua hả? Như cái đây lát nữa bà có ăn được nữa không? Lát nữa thì hai cái khác ăn. Còn con nè, cái gì đủ. À còn đồ đủ để bà chuẩn bị bà nấu ăn nữa ha. Nấu ăn. Dạ còn ở đây lát nữa bà đổ đi chứ ha. Ừ. Nó bị thiêu rồi chị. Nó bị đóng màn rồi nè cả nhà. Cho ăn. À cho ăn đúng rồi. Dạ đúng rồi. Nghe chị nha. Thì thôi dạ. Có gì em xin phép chị em đi giao những món quà khác nghe chị nha. Dạ. Thì, dạ. Cảm ơn. Có thời gian em sẽ ghé lại chị để em coi thử giúp cho chị được tấm tôn nào thì chị che mưa nó khỏi ướt nha chị nha. Dạ. Dạ thì nhà của bà cũng bị dột hả ba? Đúng rồi. Đây nè con, trời mưa chảy nó bị dính đây nè. Nó bị thủng xuống đó con. Đây đây con xem thử. Nước chứa vô trong cái bịch đó đó. À là nước nó chứa vào trong cái mồm luôn hả? Đúng rồi. Sao mà nó không chảy xuống ba? Nó bằng vải mà. Nó có ni lông ở trên con. Vậy hả? Đúng rồi. Đó thì hoàn cảnh của A Quay như vậy đó. À. Thì bây giờ trước mắt thì mình giúp cái bụng no hả? Dạ đúng rồi. Cái này thì từ từ. Dạ. Mình có khả năng thì mình sẽ giúp cho cô được vài tấm tôn đó, chia đỡ cho con nha. Dạ đúng rồi. Thì giờ mấy cha con Ngọc với lại mình đi giao những món quà nữa con. Dạ. Ba anh của Ngọc nữa thì chuẩn bị đi. Giờ chưa rồi. Con xin phép bà con đi nha. Dạ. Dạ. Bà cứ nấu cơm bà ăn nha bà nha. Dạ. Dạ, con xin phép bà. Bye bye. Đi thôi cả nhà ơi. Thì cả nhà ơi, nãy giờ mấy anh em Ngọc cũng đã giác được bao nhiêu nhà rồi anh? Như là 5 hộ rồi em. 5 hộ, rồi cũng được 5 hộ rồi cả nhà ơi. Thì cũng còn những một đống đồ luôn nhưng mà giờ cũng chưa rồi. Mấy anh em Ngọc cũng đói bụng lắm rồi cả nhà. Thì mấy anh em Ngọc cũng tranh thủ đi phát những cái phần quà này luôn nha cả nhà nha. Thì hôm nay có sự góp mặt của anh Ba Định như này. Anh Ba TV. Xin chào cả nhà nha. Thì anh Ba TV chúc cho cả nhà thật là nhiều niềm vui nha, thật là nhiều bình an, có nhiều sức khỏe nha cả nhà nha. Thì mong cả nhà yêu thương với Ngọc. Thì cả nhà biết sao không?
Bé Ngọc là Dượng Phong, là ba của bé Ngọc là ở trên cái vùng núi cao này. Thì Dượng Phong cũng rất là khó khăn, cũng nghèo khổ, nhưng mà lên đây lập nghiệp ở cả nhà. Thì Dượng Phong cũng có một cái tấm lòng nói chung là yêu thương á, rộng lượng ở cả nhà. Thì thấy những cái hoàn cảnh khó khăn này nè, rồi Dượng có gợi ý, có nhiều khi là Dượng làm được bao nhiêu á, rồi Dượng mua mì tôm hoặc là dầu ăn á, đường bột ngọt nữa á, để tặng cho những người đồng bào khó khăn ở cả nhà. Thì cái người đồng bào ở trên đây á rất là khó khăn luôn cả nhà, không có gạo để ăn luôn. Đó, mong cả nhà yêu thương và đồng hành. Nếu mà cả nhà yêu mến anh em mình á thì hãy vô đăng ký kênh, chia sẻ video để cho tất cả mọi người cùng biết nha cả nhà nha, để mọi người yêu thương những người cái đồng bào có hoàn cảnh khó khăn nha cả nhà nha. Cho mấy người đăng ký kênh cho bé Ngọc có thêm cái động lực để làm những cái video thật hay, thật ý nghĩa cả nhà. Thì bé Ngọc là bây giờ hiện tại bây giờ là lên trên đây ở dưới Dượng Phong á, thì nó tiện đường nữa cả nhà, tiện đường gần những cái hộ dân mà nghèo khó, nên bé Ngọc cũng đi hay đi khảo sát, thấy những cái hoàn cảnh nào khó khăn thì bé Ngọc giúp đỡ cả nhà. Thì mong cả nhà yêu thương bé Ngọc thật nhiều nha. Dạ rồi, em cảm ơn anh rất nhiều. Thì Ngọc cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Thì không phải là như Ngọc mới làm YouTube này, Ngọc đi giúp những cô chú anh chị đồng bào trên đây. Thì hồi đó tới giờ luôn là ba Ngọc với lại Ngọc với lại mấy anh của Ngọc nữa là giúp những cô chú anh chị đồng bào trên đây, nhưng mà Ngọc không có quay video cả nhà. Cho nên bây giờ thì Ngọc cũng tập tành làm YouTube này nè. Thì sẵn đó thì Ngọc quay, Ngọc chia sẻ cho cả nhà cùng biết luôn. Thì cả nhà ủng hộ cho Ngọc nha cả nhà nha. Dạ rồi, thì lát nữa mấy anh em Ngọc sẽ đi tiếp tục phát những phần quà này cho cô chú đồng bào, cô chú anh chị đồng bào trên đây. Rồi, mời cả nhà đi theo cùng mấy anh em Ngọc nha cả nhà nha. Thì mấy anh em Ngọc đang đi trên đường này cả nhà ơi. Ba Ngọc đang chạy xe. Anh gà thì đang bay lai cam này cả nhà. Rất mì luôn, rất là mì luôn cả nhà ơi. Rồi giờ mấy anh em mình đi xuống xe tiếp tục phát những phần quà đến nhanh cả nhà. Đây cô chú anh chị người đồng bào trên đây họ ra họ nhận quà nè. Đây là cái bé nhỏ mà video trước Ngọc có quay nè cả nhà. Đây là bé bị bệnh, bị đau quá cả nhà. Bé cười cười thôi. Cả nhà còn nhớ bé này không? Đó. Đây là những cô chú anh chị nó nhỏ nhiều quá cho nên mình lúc mà mình mua nước ngọt cho mình uống á, nhưng mà mình sẽ cho những bé nhỏ trên đây uống thì không có đủ cả nhà. Đây đại ca, chị có chưa? Có rồi. Theo cô chưa? Có rồi. Đây có chưa? Cô có chưa con? Chưa thì cho con. Rất là đông ha cả nhà ha. Nhờ Ngọc sẽ phụ mấy anh em phát những món quà nha cả nhà nha. Phát xong thì Ngọc cho cả nhà xem. Thì Ngọc đã phụ chị dắt những cái món đồ này vào nhà chị rồi. Đây là ngôi nhà của chị hả chị? Dạ. Dạ. Thì đây là bé con của chị. Dạ. Chị có mấy đứa rồi? Chị có 2 đứa. Chị có 2 đứa rồi hả? Dạ. Rồi chồng chị đâu? Chồng chị đi làm. Đi làm sao không? Xa, đi làm trên Lâm Đồng á. Trên Lâm Đồng luôn? Dạ. Đi cả buồn cà phê rồi này kia nó công việc trên đó chị. Dạ chị ngồi xuống đây, chị ngồi xuống đây. Như bao lâu thì chồng chị mới về một lần? Tầm cỡ 2-3-4 tháng về một lần. 2-3-4 tháng về mới về một lần. Dạ.
Rồi chị làm cái gì để chị nuôi mấy đứa nhỏ này? Như hàng tháng chồng chị có gửi tiền về không hay sao? Không. Rồi chị làm cái gì để chị mua sữa, mua đồ cho mấy đứa nhỏ uống? Hả? Chị ngại. Đừng có ngại, chị đừng có ngại. Thì như ở trên núi này chị làm cái gì? Chị làm những công việc gì? Đi làm, đi gom phân dê này, rồi đi chọc măng, rồi bán đủ sữa cho con uống. Thì hay măng ở trong rừng á, rồi bán mua sữa cho con. Vậy thôi, rồi lượm phân dê nữa. À, đi hái măng với lại mình đi lượm phân dê, phân bò đúng không? Dạ. Rồi, như cái ngôi nhà này của chị á, thì ngôi nhà này của chị này cả nhà, để Ngọc dẫn cả nhà đi xung quanh nhà chị nha. Ngôi nhà này không biết là nó có dột hay không nữa. Nhìn nó cũng hơi sơ sài cả nhà. Để Ngọc vào, Ngọc hỏi chị. Chị ơi, dạ. Cái ngôi nhà này của chị như trời mưa nó có tạt không? Có, nó bị dột hết, lỗ quá trời luôn. À, là đây cả nhà xem trên cái mái, cái nóc nè, nó bị lộn lỗ hết rồi. Thì cái ngôi nhà này là chị, chồng chị làm hay là ai làm? Ba chị làm. Ba chị làm cho chị hả? Dạ. Rồi. Như bữa nay, hôm nay là chị đi, chị nhận những cái món quà ở đây, thì chị cảm thấy như thế nào? Cảm thấy vui. Vui hả? Dạ. Như cái món quà đây á, thì chị ăn thì trong bao nhiêu ngày thì hết, bao nhiêu tháng luôn chứ bao nhiêu ngày vậy? Mấy tháng? Lâu mới hết. Lâu mới hết. Cái này là một bao này là 25kg này cả nhà. Hai bao là 50kg với lại ba thùng mì tôm. 6 gói muối. Đó. Buổi trưa hôm nay thì nhà chị có ăn cái gì không? Hôm nay ăn mì tôm với cơm. Ăn mì tôm với cơm thôi hả? Dạ. Rồi mấy bé nhỏ này ăn cái gì? Cũng ăn mì tôm với cơm. Ăn mì tôm với cơm luôn? Dạ. Coi mặt mày gì mà tèm lem hết rồi. Sợ. Sợ cả nhà. Là bữa nãy chị nói cho em là chị có mấy đứa? Dạ hai đứa con, một đứa hai con đứa. Gái, đứa con trai nhỏ xíu. Là bé này là lớn nhất rồi đó, dạ, hả? Bé đầu đang. À, là bé con đang ngủ ngoài kia đúng không? Dạ, đang ngủ. Bé con đang ngủ ngoài giỏng kìa cả nhà. À, mấy bé này là mấy bé nhà hàng xóm ha? Dạ, mấy đứa cháu. Rồi còn xe này là người ta đi rừng người ta gửi hả? Dạ. Ui, thang mà sao chị để trên nhà này? Ủa rồi, em thấy ngôi nhà của chị chỉ có một cái võng này thì ba cha lẻ ba mẹ con mình ngủ chung luôn hả? Ủa là cái niệm đây là tối mình trải ra là ba mẹ con mình nằm, dạ. Chứ không phải là mình nằm trên cái võng này đúng không? Dạ. À, mới nãy em tưởng là cha lẻ ba mẹ con nằm trên cái võng lưới này cả nhà. Thì tối rất là lạnh á. Nhưng mà điều cái vách này cả nhà, mình đang bằng tre á, nó thì nó xuyên thấu cả nhà ơi. Sương tối trên này sương xuống thì rất là lạnh ha. Dạ rồi. Thì em cũng xin chào chị nha. Em đi về cùng mấy anh em của em. Rồi. Ba chị. Bye. Thì cả nhà ơi, là mấy anh em của Ngọc cũng đã đi trao những món quà cho cô chú anh chị đồng bào trên đây rồi. Thì còn một món quà cuối cùng đây là mấy anh em Ngọc sẽ phụ giác lên cho bà. Thì Ngọc cũng xin cảm ơn cô nhóm cô Ngọc ở nhóm Tây Úc. Cô Ngọc ở Tây Úc. Dạ, với lại anh Gà đã cho em đi theo em quay những cái đi trao những cái phần quà ý nghĩa như thế này. Thì anh Gà có muốn nói gì với lại cả nhà không? Gà cũng không biết nói gì hơn nữa cả nhà. Thì Gà cũng xin cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Và Gà cũng mong là kênh của em Ngọc là phát triển hơn á. Có thể là mình có thể kết nối với làm cầu nối cả nhà, với tất cả cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, có thể giúp đỡ cho những người nghèo khó khăn vùng núi nè. Những hoàn cảnh ở trên đây á, mình xem qua cái màn ảnh nhỏ cũng chưa có đủ đâu cả nhà. Mình phải đến tận nơi và mình nhìn thấy những cái hoàn cảnh thì mình mới cảm thấy thật sự là xúc động luôn. Gà là cái người trực tiếp ở đây, mình thấy là phải nói là không còn gì để nói nữa. Rồi tận cùng của nỗi khổ luôn cả nhà mình. Gà không biết nói gì hơn nữa cả nhà. Rồi em cảm ơn anh. Thì anh hai anh ba có nói gì không? Cả nhà xem mình mượn cái gùi của người đồng bào nè. Gùi nè cả nhà. Anh mượn anh tính đem về luôn.
đàn ông á, chồng của những cô chú ở đây á, là đã đi làm xa rồi cả nhà. Bây giờ đi trên núi á, làm trên núi á cả nhà, để làm thuê người ta, hoặc là mình đi trồng những cái cây hay là thu hoạch gì đó, củ cải gì đó để trang trải trong cuộc sống á. Thì họ dùng cái gùi này để gùi gạo nè cả nhà ơi. Đây là cái nói chung là đây là cái gia tài của người đồng bào ở trên đây nè cả nhà. Ủa, nhà nào cũng phải có cái này nha cả nhà nha. Dạ. Thì anh hai có nói gì không anh hai? Nói chung là mà mình lên đây mình thấy cái hoàn cảnh của người đồng bào ở trên, người dân đồng bào trên đây á, rất là cực khổ. Dạ. Một lần nữa xin cảm ơn nhóm cô Úc ở Cô Ngọc ở tại Úc đã tin tưởng và tặng những món quà và gửi gắm những món quà đến tận tay người dân đồng bào. Mình thấy rất có ý nghĩa. Xin cảm ơn nhóm cô Ngọc ở tại Úc rất là nhiều. Cảm ơn. Dạ. Thì cả nhà ơi, Ngọc cũng xin cảm ơn cô Ngọc ở tại Úc, và chúc nhóm cô Ngọc ở tại Úc thật nhiều sức khỏe, và cả cô chú anh chị đang xem video của Ngọc luôn nha. Thì Ngọc cũng xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian quý báu để xem video của Ngọc. Cả nhà đừng quên đăng ký ủng hộ cho Ngọc nha cả nhà nha. Xin chào, xin cảm ơn cả nhà. Bye bye. Bye bye cả nhà nha.